Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Hacom. Hôm nay mình hơi đặc biệt một tí, chúng ta đến với một chiếc màn hình gọi là có bầu trời công nghệ. Và tại sao mình nói là bầu trời công nghệ? Tại vì với cái mức giá là 6.350.000 của chiếc HKC MH32K2Q này thì các bạn sở hữu đúng là rất là nhiều thứ ở trong này. Đầu tiên chúng ta có một kích cỡ là 32 inch cong. Vâng, 32 inch cong nhá. 6.5 triệu ở 32 inch là nghe là thấy khác rồi đúng không? Và sau đó chúng ta còn có là độ phân giải 2K cùng tần số quét là 144Hz. Thì 144Hz là cái tần số quét tối thiểu để các bạn có thể gọi là một chiếc màn hình gaming. Thì đây, MH32K2Q cho các bạn cái tần số quét như thế. Và cuối cùng là tấm nền VA, và với 8 bit. Và tấm nền VA thì nó sẽ là nằm giữa TN, tức là cao hơn tấm nền TN truyền thống và thấp hơn IPS. Và VA thì chúng ta có cái 32 inch như đây. Và nhưng mà các bạn chắc chắn ấy là không thể nào tìm ra được một chiếc màn hình tầm 6.5 triệu nào mà có sở hữu đầy đủ tất cả tính năng này. Nó sẽ thiếu một cái gì đấy, thiếu một cái gì đấy. Nhưng mà chiếc HKC32K2Q này nó sở hữu toàn bộ những công nghệ được liệt kê ở trên này. Và mình hy vọng là nó sẽ không làm mình thất vọng trong video này. Hiện tại thì chúng mình đã nhận được khá là nhiều những cái sample của chiếc màn hình HKC này. Và thực ra màn hình HKC là một thương hiệu còn khá là mới mẻ ở Việt Nam. Và điểm đánh đến của HKC ấy, thì cũng như chiếc MH32 thôi, thì họ sẽ cho các bạn rất nhiều các những công nghệ hay ho ở trong một cái mức giá nói chung là rẻ, thực sự là rẻ. Đây, và chiếc MH32K2Q này cũng như thế. Rồi, đầu tiên mở ra chúng ta thấy là sách hướng dẫn này. Chúng ta có hai sợi dây là dây DisplayPort và dây cắp nguồn. Rồi, cái này thì mình sẽ để đây, tại vì hai thứ này mình cũng có sẵn rồi, mình cũng không phải dùng dây của họ làm gì cả. Và các bạn nên nhớ là hãy dùng DisplayPort với màn hình này và đừng dùng HDMI, tại vì DisplayPort đảm bảo cho các bạn đó chính là 2K 144Hz. Nó có chân, đây hai mảnh chân, chân hai mảnh. Đây, cũng như trên phần hình ảnh ở phiên vỏ hộp sản phẩm ấy, thì các bạn sẽ có một cái chân chữ V giống như chân boomerang. Cái này rất nhiều màn hình gaming họ cũng dùng cái chân boomerang này rồi, tại vì nó tốn khá là ít diện tích thay vì cái chân vuông truyền thống. Và đầu tiên đó chính là hai cái mảnh chân này, thì các bạn thấy điểm chung của hai mảnh chân này ấy, nhìn thì các bạn thấy to đúng không, nhưng ở bên trong chúng đều là bằng ốp nhựa và sử dụng hai cái tấm kim loại ở bên trong. Ví dụ như vào chân chữ V này, họ dùng một cái tấm này tấm kim loại bằng đế và phủ nhựa ở ngoài, chỉ có lõi bằng kim loại thôi. Và tấm thân dọc này cũng chỉ có mình tính là khoảng tầm 1/2 bên trong là kim loại, còn bên ngoài phủ tấm bằng nhựa rất là to. Mình cầm thì các bạn nghe thấy tiếng đấy, rỗng. Và mình nghĩ là cái việc thiết kế như này thì chiếc màn hình sẽ khá là lung lay khi mà các bạn để trên bàn ấy, thì tí nữa mình sẽ thử cái đấy sau. Và đây chính là thiết kế tổng cắm vào nhau như này và có một cái vít ở dưới. Đầu tiên là kích cỡ 32 inch, thật sự là rất là to. Các bạn nào mà đang dùng màn hình 22 inch mà chuyển sang 32 thì thấy nó cực kỳ là to. Nó sẽ là một cái màn hình rất là gọi là kích cỡ. Bây giờ mình nghĩ kích cỡ tương lai chuyển sang 32 inch rồi, không còn là 27 inch nữa. Bây giờ thì 27 inch khá là phổ biến, nhưng mà sau này thì có thể là 32 inch sẽ trở nên phổ biến hơn. Về mặt chất lượng hoàn thiện ấy, nói chung là nó khá là ổn, nhưng mà các bạn sẽ không thể nào mà so sánh nó được với những chiếc màn hình. Ví dụ như con này có 6.350.000 thôi, nên các bạn không thể nào so sánh chất lượng hoàn thiện với những chiếc Dell LG 10-20 triệu được. Giá nó gấp đôi, gấp 3 lần mà. Nên là với mức giá 6.5 triệu này thì mình thấy là chất lượng hoàn thiện này là khá là ổn. Ở đằng sau chúng ta sẽ có hai cái giải đèn LED, nhưng mà mình không hiểu sao họ không ghi cái quảng cáo đèn LED ở phần trước, ở phần vỏ hộp ấy, họ mà đây có hai giải đèn LED này. Và đây chúng ta sẽ không sử dụng một chân VESA các bạn nhé. Đây sẽ không hỗ trợ chân VESA mà các bạn chỉ dùng một chân gốc của HKC mà thôi. Cổng kết nối ở dưới này chúng ta sẽ có là hai cổng HDMI và một cổng DisplayPort và cũng như là một cổng âm thanh. Và ở bên này chúng ta sẽ có, các bạn sẽ không có hub USB ở đây đâu nhá, chỉ có đúng một cổng âm thanh thôi và sẽ không có loa nữa. Và ở đây chúng ta sẽ có một cổng cắm nguồn 3 chân cơ bản, tức là nguồn đã được tích hợp sẵn ở bên trong chiếc màn hình này. Và thực sự đấy là một cái rất là hay, như nó hơi nhỏ thôi, nhưng mà nhiều các bạn mà ví dụ dùng những nguồn mà có adapter ở ngoài ấy, thì việc ví dụ mất một adapter thì mình mua rất là khó hơn cái việc mà các bạn đi mua một cái dây nguồn này các bạn cắm lại rất là nhiều. Nên là đây là điểm cộng, mặc dù điểm cộng nó hơi nhỏ mà thôi. Và bây giờ mình sẽ cùng cắm thử chiếc màn hình HKC này xem nó như thế nào. Đầu tiên sau khi mình gắn chiếc màn hình này lên, điểm đầu tiên nhận ra đó chính là chân màn hình. Thật sự là nó tệ. Tệ thì đúng cách mà mình nghĩ nó tệ vậy. Thì các bạn thấy này, nó cũng có mỗi cái thanh thắt ở giữa ấy, nên là khi các bạn ấn màn hình như này này. Đấy.
đây, nào mình bắt đầu dùng mà được ấn rất là nhẹ nhá. Và hoặc là chẳng may các bạn tức ý, các bạn dùng. Và đấy là một cái điểm mà, và đặc biệt là các màn hình này không hỗ trợ các bạn về xa, nên là các bạn chỉ có thể là ngửa lên này, ngửa xuống màn hình này, chứ các bạn không thể thay đổi chiều cao cũng như không thể xoay như thế này được. Nên là đây cũng là một điểm khá là yếu, và các bạn chỉ có thể căn người các bạn xem màn hình thôi. Và hiện tại như mình đang ngồi một chiếc bàn là 75 là cái bàn gọi là tiêu chuẩn các bạn khi các bạn ngồi chơi game ấy, thì màn hình đang bị hơi thấp với mình, mắt mình đang thẳng vào đây. Nếu các bạn thấp hơn mình một tí, các bạn khoảng tầm 1m7 hoặc là 1m75 ấy, thì mình nghĩ là tâm các bạn sẽ vào giữa màn hình, nên là có lẽ màn hình này phù hợp với các bạn cao tầm 1m765 đến 1m75, nó sẽ hợp lý hơn so với việc mà việc cao quá thì các bạn còn cao hơn mình nữa, 1m9 chẳng hạn, thì các bạn chỉ nhìn được ở đây. Các bạn phải chỉnh ghế theo cái màn hình này. Và ngoài ra một điểm nữa là các bạn sẽ khá là khó cắm dây, tại vì màn hình các bạn không xoay ngang xoay dọc được mà, nên các bạn muốn cắm dây các bạn sẽ buộc phải luồn vào đằng sau và các bạn phải mò. Và nếu các bạn mà nhìn ở đằng sau ấy, thì cái chữ tên các cổng cắm như là HDMI, DisplayPort đều được in khá là mờ và theo tông màu xám ấy, màu xám in trên màu đen, thì các bạn gần như không thể thấy gì cả. Và một điều nữa là mình đã biết tại sao mà họ không quảng cáo đèn LED RGB ở phía sau rồi, tại vì đây các bạn nhìn này, các bạn chỉ có duy nhất cái đèn LED này. Và ngoài ra một chế độ chạy nữa, thì mình sẽ thử bật chế độ chạy lên nhá. Có hai chế độ thôi, nên là mình thấy là đây, các bạn để này thôi, không thấy được. Đầu tiên là mình thử màu đen đi. Đây là màu đen mình dùng dark mode của Windows nhá. Thì màu đen mình thấy là nó thực sự là nó không được sâu. Và nếu mà so hẳn màu đen thì mình thấy nó khá giống tông màu xám, xám xám hơn là màu đen. Và nếu mà so màu đen này thì mình nghĩ nó sẽ giống các màn hình gọi là TN và những cái màn hình IPS giá rẻ trên các mẫu laptop tầm giá rẻ 6 bit ấy, thì nó sẽ màu đen khá giống như này. Còn sẽ không thể so được với những cái nền IPS cao cấp trên những các màn hình 10-20 triệu được, tất nhiên rồi, tại vì màu đen họ sâu lắm, nó không bị mờ như này đâu. Nhưng mà các bạn cũng không thể nào mà đòi hỏi quá nhiều với một con màn hình mà có rất nhiều công nghệ và 32 inch 2K ở mức giá hơn 6 triệu như này được. Và bây giờ mình sẽ là bật lại NVIDIA G-Sync thử xem được không nhá. Bây giờ mình vào NVIDIA là 144Hz này nhá. Độ phân giải là 2K này. Và chúng ta có thể bật được là G-Sync. Đây, bật được G-Sync. Tên màn hình này hoàn toàn tương thích với cả NVIDIA G-Sync. Và với mức giá này chắc chắn là các bạn sẽ chỉ có là G-Sync compatible thôi, chứ các bạn không thể nào yêu cầu một con màn hình hơn 6 triệu mà gọi là G-Sync mà có cái logo ở đây được, để tốn thêm tiền đấy các bạn ạ. Nên là chỉ G-Sync compatible thôi, và như thế cũng được là ổn, không vấn đề gì cả. Và các bạn đừng có lăn tăn về vấn đề này, G-Sync compatible là được rồi. Và bây giờ mình sẽ vào thử một tựa game, đó chính là Cyberpunk ấy. Và trong lúc mình vào mình chờ game nó load ấy, thì chúng ta duyệt thử qua cái menu để xem thế nào. Thì chúng ta thấy có ngôn ngữ là có tiếng Việt nhá, rất hay, có tiếng Việt. Và ở đây chúng ta sẽ có là, đây mình sẽ chuyển thử qua chế độ là, đây, chế độ chúng ta sẽ có là Overdrive. Overdrive thì mình khuyên các bạn hãy để ở mức bình thường, chứ đừng để mức cực như thế này, mức maximum cho khi là cực, chả ông nào dịch Google Translate. Thì cái mức bình thường sẽ cho các bạn gọi là sự cân bằng. Còn nếu các bạn mà để lên cái mức cực cao nhất này thì chắc chắn sẽ xảy ra hiện tượng đó chính là reverse costing. Nên là các bạn hãy chỉ để ở mức bình thường thôi, đừng để lên cao làm gì cả. Và đây chúng ta sẽ có mấy cái như là để tâm này, để FreeSync này, mình đã bật FreeSync rồi. Và các chế độ chúng ta, các chế độ như là tiêu chuẩn này, phim này, FPS này, chế độ chơi RTS bảo vệ mắt, thì mình sẽ để thử chơi FPS mà, vì đây dù gì đây cũng là một cái màn hình dành cho các bạn mà chơi game mà. Rồi thì có lẽ không quá tệ đâu, tại vì ngày trước ấy, nếu các bạn nhớ thì tức là các chế độ FPS của chiếc màn hình này, các bạn nó chỉ là nâng tông màu đen lên một tí thôi để các bạn nhìn rõ hơn cái khoảng tối. Còn nếu nó không tệ đến cái mức như một vài màn hình MSI được đầu tiên họ làm ấy, thì các bạn bật chế độ FPS các bạn mất hẳn cả màu xanh lá cây luôn, nó thành màu xám luôn. Chứ bây giờ thì họ sẽ chỉ đẩy lên một chút, lên tầm màu xám lên cao thôi. Và chúng ta thử thêm tốc độ để mạnh thêm như thế nào. Và ở đây mình lắc này, thì các bạn thấy ví dụ cái hình và có cái chữ nào đây, đây không? Đây. Đây, các bạn thấy gần như là các bạn thấy có một cái vệt nó di chuyển thì theo đằng sau của những cái chữ này này. Thì đấy là gọi là cái tính năng gọi là bình thường của tấm nền VR nào cũng có. Và nếu các bạn muốn mà khi các bạn lắp này, các bạn muốn đọc được rõ ràng cái chữ như ở trên cái những cái tấm kiểu này, thì các bạn chỉ có hai cách. Một là các bạn mua tấm nền TN màu rất xấu nhưng mà các bạn tốc độ phản hồi rất là nhanh, các bạn lắp này đọc thoải mái luôn. Hoặc là các bạn mua những con màn hình cao cấp tầm 10-20 triệu như ở chiếc LG GL850 thì các bạn mới có thể đọc được
cái chữ trên cái này khi mà các bạn lắc. Còn đối với mình thì hiện tại là thời gian phản hồi của một chiếc màn hình tầm 6.3 triệu như này mà 2K 32 inch như là chiếc HKC này thì mình thấy là chấp nhận được, nó không bị kém như là những chiếc màn hình khác khi mà họ cố gắng họ đẩy cái tần số quét lên cao và tốc độ lên cao mà họ khiến cái tốc độ điện ảnh rất là chậm, nó bị mờ như này khi các bạn di chuyển. Còn đây mình thấy là khá là ổn rồi và chấp nhận được so với cái tầm giá này. Rồi và bây giờ chúng ta đang ở một trong một cái game nó khá là tối mà các bạn thấy này, cái khu vực màu đen nó vẫn bị hơi sáng lên một chút. Và bây giờ mình sẽ thử sang một tựa game tốc độ cao hơn đi, ví dụ như là CSGO xem thế nào nhá. Và mình sẽ phải thử CSGO đây. Và cái màn hình này mình thấy này các bạn, tương bản mới ra mới bao nhìn nhá thì độ màu trắng nó khá là tốt. Các bạn nhìn thấy là ví dụ mình bật một cái website lên nhá, màu trắng đi. Đấy, gọi là màu trắng thực sự là nó trắng, tại vì độ sáng tấm nền này lên 300 nit mà mình đo thực tế bằng cái spider ấy, thì nó lên đến là 287 nit, tức là rất gần 300 nit rồi. Và màu trắng đúng là trắng, nhưng mà màu trắng này nó lại trắng đến cái mức mà nó khiến màu đen nó bị sáng lên. Tức là khi các bạn đẩy cái độ sáng của tấm nền lên quá cao ấy thì khi đó màu trắng nó lại quá rất trắng, nhưng mà màu đen nó lại bị sáng lên. Và vì vậy khi mà các bạn như mình thử nãy thì mình cảm giác khi mà mình chơi game nó như là có một chơi game vào tối ấy, nó như là có một cái tấm nền mờ nhờ ở trên ấy. Đó là lý do khi mà các bạn gọi là đẩy cái độ sáng lên quá cao với màn hình 32 inch 2K 1.4 nhắc như thế này. Mình không biết các bạn nhìn thấy camera được không, nhưng mà nó như là một tấm mờ nhờ ở trên này. Đây nhá, bây giờ mình vào. Và với cái kích thước 32 inch và độ phân giải 2K, chúng ta có một game nó rất là nét, tại vì nó là 2K mà 1.4Hz nên các bạn yên tâm về độ nét của hình nhá. Nhưng mà có hai thứ ảnh hưởng đến độ nét của hình. Không, đầu tiên đó chính là về độ phân giải. Độ phân giải thì cái màn hình này làm rất tốt, tại vì các bạn là 2K 32 inch cong nên mình không có gì chê trách cả. Nhưng mà cái thứ hai đó chính là độ tương phản, và cái điều này nó cũng là một cái phần rất quan trọng khi mà các bạn muốn nói đến cái sự cảm nhận hình ảnh của các bạn ở trong game. Tại vì độ tương phản này nó sẽ, tại vì khi các bạn có một cái tấm nền 32 inch, các bạn đẩy đến 2K 1.4Hz thì mặc định các bạn muốn giữ một cái giá tốt thì chắc chắn là cái độ tương phản của cái màn hình này các bạn sẽ phải giảm xuống. Và đấy là điều khiến cho nãy giờ mình nói, đó chính là mình có cảm giác như là mình một tấm nhờ ở trên game vậy. Vậy và điều này thực ra là nó cũng không quan trọng lắm nếu mà các bạn chỉ quan tâm đến thắng thua trong game thôi. Tức là các bạn chỉ đi bắn và các bạn chỉ quan tâm là ăn hay không hay là như thế nào thôi, chứ các bạn không quan tâm là màu sắc nó như nào. Thì con này là rất nét và rất là ổn. Và nhưng mà khi mà các bạn muốn chuyển qua chơi những cái tựa game nó thiên về trải nghiệm hình ảnh chẳng hạn, các bạn muốn xem phim chẳng hạn, thì lúc đó mình nghĩ là các bạn hãy bỏ chế độ FPS đi và thử cái chế độ là movie em nhé. Rồi và các bạn thấy khi mình chuyển đổi chế độ ấy, thì chế độ tiêu chuẩn, màu tiêu chuẩn nó sẽ không khiến độ sáng màn hình bị rực quá lên, tức là phần tối nó sẽ tối hơn một chút, tức là các bạn thêm một chút tương phản, nhưng mà nhìn chung thì thực sự là màu nó vẫn không thể nào đẹp được bằng các tấm nền IPS được. Và dù gì đấy cũng chỉ là một tấm nền VA mà thôi, tất nhiên nó đẹp hơn TN và nó sẽ đẹp tấm nền VA mà thôi. Nên là đấy là nói chung là so với mình ấy, thì các bạn nghĩ là các bạn nếu mà chỉ để chơi game và chỉ quan tâm đến là tần số quét cao 2K, ok, thấy rất là ngon, không vấn đề gì cả. Còn nếu mà xem phim thì chắc là các bạn nên kiếm con thằng IPS và các bạn bỏ cái 144Hz hoặc là 2K ra khỏi đầu đi. Vào thời điểm mình quay video này thì xin đảm bảo với các bạn là kể lên đến 7 triệu các bạn không thể tìm được một cái màn hình nào mà là 32 inch, 2K, 144Hz đầy đủ công nghệ như là chiếc HKC MG32 inch này. Và nhưng mà để đánh đổi rất nhiều cái công nghệ, bầu trời công nghệ thế trong một chiếc màn hình thì HKC cũng phải đánh đổi, đó chính là cái chất lượng hình ảnh nó sẽ không được đẹp như mong đợi. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn trải nghiệm cả một chiếc màn hình to, cong, độ phân giải 2K, tức là chơi game rất là nét, thì các bạn chiếc MG32 này nói chung là một sự lựa chọn rất là tốt, tại vì giá thực sự nó rẻ nhất thị trường bây giờ rồi. Các bạn không phải bỏ đến khoảng tầm 10-12 triệu để sở hữu đâu, các bạn chỉ khoảng tầm 6 triệu rưỡi thôi. Nhưng mà nếu các bạn quan tâm hơn đến những cái ví dụ như chất lượng hình ảnh, độ tương phản, thì có lẽ ở ngoài kia cũng có khá là nhiều lựa chọn khác cho các bạn nếu mà các bạn không cần 32 inch và 2K. Và cuối video nếu các bạn thấy hay thì đừng quên like và subscribe cho kênh YouTube của Hacom nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.